Xin chào các bạn, là mình đây. Ở video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đó là ẩn nút kết bạn trên Facebook nhé. Người ta chỉ theo dõi được các bạn thôi, không phải là bạn bè nhé. Ok, bắt đầu. Bây giờ mình ngay các bạn đầu tiên vào cho mình ứng dụng Facebook nhé. Đấy, ứng dụng Facebook. Rồi, sau đó thì các bạn chọn cho mình cái dấu ba gạch này. Ở điện thoại nào các bạn cũng làm như thế nhé. Ba gạch ở phía góc hình này, ở trên các nhiều thiết bị nó trên phía trên. Để các bạn chọn vào cho mình. Và các bạn kéo xuống. Vào mục cài đặt và quyền riêng tư nhé. Đó. Và tiếp tục chọn phần cài đặt nhé. Rồi. Các bạn kéo xuống đến phần đây, đến phần cài đặt và quyền riêng tư này. Đúng rồi, cài đặt và quyền riêng tư. Tiếp tục. Các bạn nhìn xuống phía dưới nhé. Đây. Kéo xuống. Đây. Đến cái mục là cách mọi người tìm và liên hệ với bạn. Và ngay mục đầu tiên, ai có thể gửi lời mời kết bạn cho bạn này, các bạn chọn vào. Ok, những bạn nào mà đang để mọi người thì các bạn chọn xuống cái mục là bạn của bạn bè nhé. Thì những cái người mà không phải là bạn bè chung với những cái người bạn của bạn ấy thì sẽ không kết bạn được. Người ta chỉ theo dõi được thôi. Tuy nhiên người ta vẫn có thể xem được những cái bài đăng. Đấy, những cái bài đăng của bạn ở trên trang của bạn, người ta theo dõi được và người ta chỉ là không kết bạn và không phải là bạn bè thôi, người ta vẫn theo dõi được nhá. Đấy, thì cách này rất là đơn giản thôi. Nhiều bạn thì có thể đã biết rồi, thì cái video này nếu bạn nào biết rồi thì các bạn có thể bỏ qua và chị mình giới thiệu những bạn nào chưa biết. Đấy, thì hy vọng là cái cách này nó sẽ giúp cho rất nhiều bạn trong công việc cũng như là những cái bạn nào cần nhá. Đấy, thì xin nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like và đăng ký nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.